Xin kính chào các bạn và các vị. Hiện nay mình đang có ở đây chiếc Lumia 930 và hôm nay mình xin chia sẻ mọi người nhanh tay đào một cái ứng dụng cho phép chúng ta xem video 360 độ. Các bạn đã biết là hiện nay trên thế giới thì trên YouTube chúng ta đang xuất hiện thêm những cái video 360. Tên nghĩa là các bạn có thể xoay và xem vị trí xung quanh. Nó chính là ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là phần mềm giúp cho mọi người có thể trải nghiệm được hoàn toàn miễn phí trên cái nền tảng Windows 10 này. Đây là máy đang chạy Windows 10 Mobile. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai phần mềm. Phần mềm đầu tiên tên là TubeCast for YouTube và phần mềm thứ hai tên là Video 360. Hai phần mềm này mình sẽ cho link download ở bên dưới và các bạn có thể tải về miễn phí. Để làm được thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái Video 360. Video 360 là một phần mềm hoàn toàn miễn phí, cho phép chúng ta xem được các video dạng như thế này. Bạn thấy là nó có biểu tượng cái cardboard VR. Thì khi nếu chúng ta có một cái cardboard ở đây, ví dụ như mình cũng có, thì các bạn có thể lắp vào và có thể sử dụng để xem được trên cái thiết bị của chúng ta. Còn trong trường hợp mà các bạn không có thì hoàn toàn xem thao tác bằng tay, điều khiển để xem. Đấy, các bạn thấy là mình có thể dùng tay này, mình chỉnh qua lại xem bên trái, bên phải, phía sau, trên dưới được, giống như là chúng ta đang xem bằng cardboard. Còn nếu mà các bạn thích mà chúng ta có thể điều khiển được bằng tay thì có thể bấm vào đây, sau đó nó sẽ sử dụng cảm biến để di chuyển qua lại để xem được hình ảnh trên cái chiếc điện thoại của chúng ta, giống như là đang ngồi trực tiếp ở trong cái video đó. Đây là một tính năng rất là tuyệt vời. Và khi mà xem ấy thì người dùng thậm chí còn có thể zoom được. Đó, ví dụ đoạn này mình sẽ zoom xem là cái biển số xe là bao nhiêu này. Đó, rất nhiều công cụ có thể làm được. Bạn thấy chưa, giống như ngồi một cái rạp chiếu phim với không gian rất là rộng của chúng ta luôn. Ở đây nó có thể lựa chọn được các độ phân giải và tối đa có thể lên đến tận là 4K với tốc độ là 60 khung hình trên giây. Cái nội dung thì sẽ tìm như thế nào để xem bây giờ. Ở trên YouTube nhá, bây giờ các bạn sẽ có cái từ khóa đó là video 360. Sau khi các bạn gõ video 360 thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái hashtag của chính YouTube lập. Tất cả các video thực tế ảo VR 360 độ đều sẽ xuất hiện ở đây để chúng ta có thể xem được. Bây giờ mình sẽ lựa chọn một cái nào đấy. Trong đó thì tốt nhất là những cái video khung cảnh hoặc là những cái video mà đua xe như vừa rồi. Khi các bạn lựa chọn vào cái video đó, các bạn bấm cho mình vào cái biểu tượng 360 độ nằm ở góc này. Nó sẽ tự động mở sang cái phần mềm camera video 360 kia và các bạn sẽ xoay ngang máy ra, các bạn thấy chưa? Đó, có người nhảy từ trên xuống mà không chết này. Đó, có thể xem là người ta đang bơi. Mấy giờ này có mặc gì người không? Phần mềm này hiện nay đang miễn phí trong thời gian ngắn, các bạn nhanh tay nên tải về. Nếu không nó mà trở về trả phí, chúng ta sẽ không còn cơ hội trải nghiệm. Nó sẽ phải bỏ tiền ra mua 50.000 cơ. Các bạn có thể biết, đừng quên like, share với bạn bè và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Không có clip 18 cộng nhỉ?